Lễ đón năm mới ở quảng trường thời đại năm ngoái vẫn được tổ chức, nhưng đã hạn chế tối đa số người tham dự do đại dịch COVID-19 và thành phố New York lúc đó vẫn chưa có nhiều tiến triển trong kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, quy mô của sự kiện năm nay sẽ giống như thời điểm trước đại dịch, với hàng trăm nghìn người dự kiến tham dự vào cuối năm nay. Với việc ngày càng có nhiều người được tiêm phòng COVID-19, nhiều hoạt động công cộng ở thành phố New York đã được tổ chức trở lại trong năm 2021. Lễ diễu hành trong ngày lễ tạ ơn của Macy, một chuỗi cửa hàng bách hóa có trụ sở tại Mỹ, sẽ được tổ chức với quy mô lớn vào tuần tới.